Còn tại thủ đô Hà Nội, trong ngày hôm qua 14 tháng 4 thì công an thành phố Hà Nội cho biết là phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với công an quận Hà Đông phát hiện và xử lý một chủ tài khoản Facebook đăng tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 với mức phạt là 10 là 10 triệu đồng. Cụ thể là qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook đăng tải bài viết có nội dung những người nhóm máu O không bị mắc COVID-19. Ai nhóm máu này điểm danh nhỉ? Em nhóm máu O còn ai giống em không? qua xác minh, cơ quan công an làm rõ nội dung trên là hoàn toàn sai sự thật và triệu tập chủ tài khoản là một phụ nữ sinh năm 1984, trú tại phường Phú Lương, quận Hà Đông đến trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận đã đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật. Căn cứ theo nghị định 174 ban hành năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, công an quận Hà Đông đã ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng